Ngay tại lúc này, Quần Vũ có mặt tại huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Nước mặn xâm nhập nên tất cả các cống nước mặn đều phải đóng lại để giữ nước ngọt. Nhưng hạn hán kéo dài nên làm cho các kênh phải khô cạn và nguồn nước sinh hoạt cũng như là phục vụ cho cây trồng cũng không có. Người dân Gò Công phải sống trong cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng đến như thế này. Thương những bà con nơi đây, hàng ngày phải tập trung với những vòi nước công cộng mà chính quyền đã lắp đặt cho bà con sử dụng. Mùa mưa thì chưa đến, khi sức nóng thì hơn 40 độ C. Khi nào nước hết mặn và khi nào bà con trở lại cuộc sống bình thường? Và sau đây, cả nhà sẽ nghe bà con chia sẻ cuộc sống này là như thế nào. Ở đây bà con mình đâu trồng trọt hay chăn nuôi gì được? Không có chăn nuôi gì được hết, bây giờ cút nước. Tôi trồng một đám đủ bún, giờ tôi bỏ luôn. Rồi giờ gia súc gia cầm làm sao con? Thì phải chán chịu chở thì cho nó bình nó uống đỡ vậy thôi chứ lấy gì đâu. Sao đủ sức? Các bạn vô nhà thượng bà sắp là có một can mọc. Bà chẳng sao sống mà nằm chở luôn với bạn. Tụi nghiệp bữa hả mấy ông nội kia xách giùm bà. Bà vậy già giờ không dám làm sách nổi xạo ngực nằm lên chỗ là khổ nữa. Dạ. Bây giờ vàng ăn không được. Không lấy. Không được, mà có chỉ là thiếu nước là không được thôi. Thiếu nước. Bà con mình đây rất là thân thiện nha quý vị. Thân không đổi luôn. Không. Chỉ. Không được. Nổi là về làm có về. Giờ cây con không nổi. Đúng rồi. Cây không nổi luôn hả? Không nổi luôn. Trời ơi em trai này cây không nổi luôn. Dạ bây giờ cô hứng mấy canh nước này, bây giờ con đổi được cho cô năm phân vàng chứ con lấy mấy phân nước này cô lấy nào? Không, không thiệt, bây giờ con đổi mấy canh nước này, đổi 5 phân vàng cô lấy không? Lấy vàng chơi, lấy vàng không xài được ăn. Đúng không quý vị, có nghĩa là đồng nghĩa với việc là bây giờ nước nó quý hơn vàng luôn á quý vị. Tiếp tục trạm thứ hai bà con mình lấy nước nha quý vị. Đó. Một ngày mình lấy bao nhiêu canh vậy chú? Nhà ở gần đây lấy chừng 4-5 can à. 4-5 can hả chú? Xài, còn bà con người ta hết ngày này tới ngày kia. Dạ. Bữa trưa này hơi vắng, sáng đông. Ở xa chiều. Người ta lại á. À. Xa. Lúc mình gần đây nói chung là nhà có hai vợ chồng lấy đủ sinh hoạt này. Dạ. Chạy lúc bên kia nữa. Thì ngày mai chạy tiếp. Dạ. Đây, đó, chạy lại. Cử sáng đông lắm, cử sáng là bà con buôn chặt đó, với cử chiều. Dạ. Mình cái cây nước này là cây nước của nhà nước, cây nước công cộng hả chú? Công cộng. Ở trên phòng cấp nước huyện đó là xuống chỉ đạo xuống là khui mỗi ấp về một cây công cộng ha. Cái nhánh công cộng này cho bà con hết. Rồi cái tình trạng thiếu nước mình này là bao nhiêu lâu rồi chú? Thiếu nước là nay cũng tháng mấy rồi đó. Tháng mấy gì đâu lâu quá rồi không khoảng 20 ngày à. 20 ở gần tháng à. Gần tháng rồi đó. Không nhớ. Rồi mình lấy nước cái này là mình về làm có nghĩa là mình dùng vệ sinh chung là ăn uống tắm rửa đồ luôn. Kinh nó kiệt đó rồi, kinh bây giờ chè là có người ta tưới đường rồi ta đi chở về ta đào cái lỗ đó, ta đổ ta xin nước ở những cái nhà mà có cái những cái ao hồ còn nước ha. Dạ. Còn cái kinh là bơm lên tưới vô đồ nó hư luôn. Mà bây giờ là mình tưới những cái rẫy đó là mình tưới xương thôi chứ mình không có tưới đủ sức nước nữa. À mà không sợ không có nước luôn á. Dạ. Ở đây còn đi chở nước không, họ không lấy nước kinh mà họ lấy cái nước còn đọng lại hôm mùa hôm lúc còn nước á dạ. Chứa đó. Dạ. À. Ở đây nè có đào cái chỗ nuôi cá nè, rồi giờ ta không mùa này ta không có nuôi rồi ta cho chở. À có nghĩa là người ta cho chở nước giao hồ là về mình à, để vậy, tưới rẫy. Để tưới mấy cái đám bầu bí rồi. Dạ. Cái lỡ trồng rồi không có nước tưới á. Dạ. Còn mình cũng đâu trồng trọt được hết cô mấy không, bỏ không, luôn. Không trồng gì được đâu trồng. Bỏ luôn. Từ nào mà mua có nước nhiều mới trồng, còn không có nước thôi là bỏ luôn. Nhưng mà cái đám đó con thấy là nó cháy luôn rồi. Cháy. Đó. À, mà nó đi chở đi đây nè, chở đâu có nổi đâu mà cái tưới. Bị dạ. Cống nó xì vô mặn rồi. Chảo đâu có tưới nổi đâu. Nhưng mà có mình đặt ống kính bự vô mới tưới có phè thì mới có nổi với nó lận. Dạ. Cái tình hình này tình hình chung bà con mình phải chịu thôi chứ sao giờ. Phải chịu chứ. Nhớ hồi năm nào, mấy năm giờ hồi kia tôi đã công bị làm ăn rồi. Tôi về phòng 4 năm trước không con? 4 năm trước á, biển lần trời ơi. Phòng cấp nước ở dưới huyện á. Dạ. Mấy tụi con đây
cũng ở gần gần đây con thì ở cái bè Tiền Giang, nhưng mà nguồn nước ở dưới cái bè là còn sử dụng được nước kinh, nó cũng đỡ. Ta lấy lên ta lọc ta chạy được. Dạ. Còn đây nó bị mặn luôn lên. Bây giờ ở Gia Thuận á, là hồi đó có cái cây nước riêng của cái người ta lập riêng, chứ không phải cái xài nước chung ở trên BO trên Mỹ Tho về. Dạ. Mà giờ kinh cạn luôn rồi, mà cái xóm ấp 6 của xã Gia Thuận này nè, ấp 6 Vũ Nguyên hả? Dạ. Là người ta, bà con người ta có chỗ xài không được luôn, gắt ống luôn rồi người ta cũng vô đây ta chở. Trời. Nó không đủ cung cấp. Giờ cái nước kinh nó cạn rồi, giờ mà lấy lên mà nóng được. Nếu mà trong phạm vi một tháng nữa là trời không mưa là... Mà hồi trước xe bồn như 2020 quá, xe bồn về như 2020. Dạ. Yeah. Có thể vậy. Vì cấp nước cho bà con mình chứ sao giờ. Còn ở đây qua có một chiếc 20 khối về chia đây mấy khối rồi chạy xuống ấp 1, ấp 2 Rạch Già. Dạ. Là những cái xe bồn nước đó là... Dạ, những cái xe bồn nước đó là những xe bồn từ thiện hả chú? Từ thiện đúng rồi. Dạ. Ở dưới là còn thiếu nước dữ nữa hả cô? Ờ, tôi nghĩ bà con mà đó. Ở đâu có mà nước đâu nhiều. Dạ. Ở đất kinh nội tạng nó đâu có nước. Ở đây còn đi chở rồi đó được. Dạ. Gần mấy người xa, tụi nghiệp mấy bà già nữa. Gia đình mình bao nhiêu nhân khẩu cô? 5 người. 5 người, sớm giờ cô lấy bao nhiêu thùng rồi? Chở cũng có, mới có này luôn là có chục thùng mà. Tại mấy nhà nó nghỉ đặng nó chở đó. Có sức thanh niên này chứ, mà cô ở sao mà chở nổi. Dạ, cảm ơn chú. Ở cái bà kia cả bà sách này nè, bà già giảng xuống sống luôn rồi. Trời ơi. Thiệt chứ bảo ở dưới bữa hạt tôi đi hứng nước rồi, bà sách nước này bà giảng xuống sống nhà nằm chảo luôn rồi. Trời ơi. Bà tiền nữa. Bà vậy giờ đâu có nói nhà, giờ tôi không giờ tôi nói chảo quả quận này rồi, có bắt đầu là nghỉ rồi tới chủ nhật nó mới có nghỉ rồi nó mới chảo nữa là. Vậy là mình hứng này mình xài được bao nhiêu ngày cô? Tùy theo, và xài nhín. Chả nổi thì xài nhiều, còn chả không nổi xài nhín luôn. Dạ. Tại nhà có đứa em bé, có đứa bé. Có em bé ha. Có dạ. Bé nữa phải có nước mới được. Dạ. Dạ. Người lớn thì mình lau mình. Xài cũng gì cũng được, có đứa bé. Cây nước mình ở đây là chiều mát trời là bà con mình nhiều lắm đúng hả con? Chút nữa là nhiều á, 2 giờ tới lên là đông. Tại vì tôi thấy đông quá rồi tôi đi sớm là 12 giờ tới giờ. Tôi đi ra từ 12 giờ mấy tới giờ. Ờ, ba bốn người chở chứ không phải mầm tôi mới về nghỉ đó. Là người này tới người kia chứ không phải. Cái cây nước này là người ta lấy là nguyên ngày luôn là lấy gì? Hoài, ai muốn tới lấy à. À, nhưng mà giấc chưa là ít thôi con ha. Tính ra đà không có ai nè. Mời hôm mới nãy giờ hết 4 người đó. Đó đó mới vô nữa, hôm đó mới chạy về đó. Dạ. Ở đây bà con mình đâu trồng trọt hay chăn nuôi gì được? Không có chăn nuôi gì được hết, bây giờ cút nước. Tôi trồng một đám đủ bún giờ tôi bỏ luôn. Rồi giờ tưới nó gì tưới đâu. Gia súc gia cầm làm sao cô? Thì phải chán chịu chở thì nè, cho nó bình nó uống đỡ vậy thôi chứ lấy gì đâu. Sao đủ sức? Tôi nuôi ít mà, tôi nuôi ít mà. Đây. Có anh trai à tới nè. Chào. Có tôi nuôi có mười mấy con dê à, đâu có nhiều, không có nhiều. Dạ. Không ta nuôi nhiều chứ tôi có không có nhiều. Trồng gò này đâu có nuôi nhiều. Vậy là trồng đậu bún mà bỏ luôn. Bỏ luôn. Tại đó bây giờ có nước đâu tươi. Bỏ đám đậu bún giờ thiếu mấy chục triệu. Quá trời luôn. Đúng rồi, giờ là mát trời bà con mình ra lấy nước. Dạ. Một giờ tới lên là bắt đầu họ đi ra ngay. Đúng rồi, bà con mình ra lấy nước nè. Còn qua bên cầu còn nước thấp hà bên cầu bển nữa còn. Dạ. Qua cầu bển đó có cây nước ở đó nó đỡ có lụm xùm đã đắng. Chia ra. Dạ. Đó bà con, tôi nghe bà con mình đây quá. Trời ơi, nắng thôi. Nắng chết luôn rồi. Trời ơi, chịu không nổi luôn á. Tại vì có nó ở nhà mà. À, tại nó hứng nước giếng không ạ? Dạ. Ở đâu hứng nước giếng em? Bị thôi. À. Bị thôi là hứng nước giếng không? Nhưng mà có cây mát ngồi cũng đã nữa, không có cái. Cái này phải được cái cây dù hả cô? Không có cái gì. Ngồi nghe mình hứng luôn. Tội nghiệp cô nè quý vị, giờ phải người con trai ngày hôm nay là chủ nhật không đi làm, phải tranh thủ chở nước. Xài mấy ngày cô? Trời ơi, thầy có tuần lễ luôn á. Có nghĩa là hồi nãy giờ cô hứng là xài đủ một tuần luôn. Chứ sao giờ chứ có nói chảy đâu. Tôi thấy sắp giờ mệt lắm. Các bà vô Gia Thượng có sắp là có một can mọc.
Ba chẳng sao sớm mà nằm chở luôn của bạn. Tụi nghiệp bữa hả mấy ông nội kia xách giùm bả. Bả vậy già giờ không dám làm xách nổi xạo ngực nằm lên chỗ là khổ nữa. Dạ. Khổ con mình á. Mà vừa không có nước xài mà vừa phải tốn tiền mua những cái phi như thế này nữa. Ở mới đầu có 30 ngàn, 35. Dạ nhiêu? Dạ 35 ngàn rồi nghe nói còn lên nữa bạn. À, bà con mình mua quá nhiều nó lên làm sao? Chứ gì nữa. Mua nhiều quá đó. Đã không có nước khổ rồi bà con lên mình còn lên tiền lên nữa. À, gì? Mới đầu quá nó bán 30 ngàn, thấy luôn bụng nó lên 35 ngàn, nghe nói mấy ổng lên 36, 35, 37 gì nữa cơ. Trời. Bà con đã khổ rồi mà còn ha, hả để lấy đi lên mẹ nhường. À, trời luôn, chở phải liên tục chở đủ xài một tuần luôn quý vị. Nãy giờ mấy quận rồi anh trai? 4 quận rồi đó. Như một khối là khối trăm mấy, trăm hai nữa đó, có hổm có 60-70 dần nó trả dành lên cũng trăm hai. À, những người dân họ bán nước cho mình đó ha, nước lên nữa. À, một khối 120 luôn hả cô? 120 luôn, nước bây giờ nó quý hơn vàng luôn á. Không, giờ đi giờ giờ bây giờ cô hứng mấy canh nước này, bây giờ con đổi được cho cô 5 phân vàng chứ con lấy mấy phân nước này cô lấy nào? Không. Không thiệt, bây giờ con đổi mấy canh nước này, đổi 5 phân vàng cô lấy không? Lấy vàng chơi, lấy vàng xài được ăn được. Đúng không quý vị, có nghĩa là đồng nghĩa với việc là bây giờ nước nó quý hơn vàng luôn á quý vị. À, nhịn gạo hai chú đi ăn rau ăn rác còn được, còn nước này thiếu là không bao giờ được. Đúng rồi, chứ bây giờ vàng ăn không được. Không được, không lấy. Ăn không được ha, mà có chỉ là thiếu nước là không được thôi. Thiếu nước. Bà con mình đây rất là thân thiện nha quý vị. 5 phân không đổi luôn. Chị không đổi. Nổi là về làm có về. Dạ cây con không đổi đó. Đúng rồi. Cây không đổi luôn đó, hả? Không. Trời ơi em trai này cây không đổi luôn. Nói chung chứ cái nguồn nước sinh hoạt này rất là quan trọng. Bây giờ ha, không có nước ha, nhịn đói phải không? Chú đi mua khoai lang hay là anh lặt cái gì không biết, có đào cũng mì mình trồng cũng mì mình về mình nấu ăn cũng được. Rồi. Còn mà chú nhịn nước là không bao giờ nhịn nổi. Dạ đúng rồi. Người ta mà không có tắm nó rít rịch à, mấy ngày luôn đâu không chịu nói. Không, không có nước này có thể nhịn tắm được. Là em phải lau mình chứ. Là mình về lấy về này là phải giặt giũ ăn uống. Nước kinh sạch tắm được à. Nước kinh bây giờ còn không em? Nước kinh này cũng còn ít mà. Nước đổi lợm hả, nó mặn rồi. Nước mặn vô rồi hả? Ừ, nước mặn nó vô rồi. Mặn vô rồi. Không có lạnh. Bà con mình đây trong vòng khoảng một tháng nữa mà trời không mưa thì con. Một tháng nữa là chết luôn. Chết luôn á. Mấy con kinh đó có thể mình đi bộ luôn á. Đi bộ như mỗi năm đó. Xe con không sao con, xe con mất hết rồi. Ừ. Con cái máy nhỏ là đi bộ qua được. Bây giờ nước mặn là nó cũng đã rỉ vô rồi đúng không? Nó rỉ à. Mặn bây giờ nó đã xâm nhập vô rồi. Bây giờ đó, bây giờ chú ta bây giờ nó chở vào đó. Là một chặt tới lên là mà lại hai á. Xe bự nó về đây thì được mà xe giờ mà kiếm cái còn không bây giờ mình xuống đây rồi dẫn bà con mà chở thùng ra dập nhiều dập nhiều luôn. Vui quá trời luôn á. Hai khó là 120. Chả 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 gì. Nước mình phê mình phê, má mình móc kiếm giọt không có á. Có là mưa xuống là không có đâu. Sao hả? Bữa nay con lấy ra nhà, lấy vô, nó chở, lấy tao chở không nổi. Hả? Ở chiên này rồi, cái chiên kia. Bà ơi, cho con chiên đi. Ờ, nó chiên cho con chiên á. Rồi, anh không chạy luôn đi. Để chè hả con? À, ngấy con, à, để ngấy cho bạn. Không chiên ăn nước rồi, ngày sau đây được ăn đường được á. Còn cái này giống như mình chạy đi ôm, mình sách tài á. Nước thì nước về
ở trên kia về được thì có bà con phá hộ phụ tiền vô cho xe con với xe nhỏ vô, phải hai vô hai khối, hai ba khối gì đó để vô được. Chứ mà ấy xe qua đây là, xe lớn qua đây là sao còn nước. Hôm qua họ hỏi cho một xe đó nó chia đồng này miếng miếng trọng miếng đó. Mà phải xe hai khối nó vô được. Thương lượng gì đi chở nước hết mùa này chắc ốm lại hết luôn. Ba người chờ đã hoài. Họ có gì tao chuộc cho mày đó, nhận xong nữa tao chờ. Không bao giờ mát trời là bà con mình bắt đầu tranh thủ ra lấy nước rồi. Đúng rồi. Tranh thủ tao mày ra lấy tới giờ rồi. Qua bữa kia mà làm tới 2 giờ sáng. Trời ơi. 2 sáng luôn. Đông lắm hả em? Không có á, chị ơi, tại mát nó. Nhưng mà ra đông lắm, chờ lâu. Bữa giờ thì nó nắng. Có khi nào mà mấy bữa gầy ở nhà mà có khi nào mình nói với con cháu tụi bay xài nước đất giùm tao không? Lớn hết rồi, nó biết mà. Đâu, yeah. Đâu con nít đâu, con nhỏ mới có mấy tháng à. Lúc này mà giữ nước hơn giữ vàng nữa. Con nhỏ nó cháu mới 4 5 tháng à. Nhà mà con nít mới sợ nha. Nó múc nó phá tối ngày luôn. Nhiều hơn, con người lớn thì nó hạ tiện cướp. Đây giờ bà con mình ra đứng đợi nè, bên đó nữa kìa. Để cho con đó đứng đây nè mày. Con đó nó cháu của ta con xấu Mỹ á. Không, này ai ra trước hơn trước chứ, sắp tài mà. Đúng rồi. Ai giành đâu. Cái quanh nước ở đây mạnh không mấy quanh nước kia ta? Nó đầu nguồn anh sao chút? Ông lớn ha. Ông lớn hơn. Trời ơi, cái anh chất hàng đâu. Có tên chứ không nè? Đó, có tên sợ lộn bà con cô bác có ai cũng có tên. Giờ hồi nào vắng thì mình lấy được nhiều. Còn hồi nào đông thì mình chia ra. Mỗi người được 3 canh hoặc 4 canh. Còn không có ai có quyền lấy. Tới xe đó luôn. Lại dưới đây một vòi. Qua xe đó luôn. Bà con giờ đi lấy nước đông vui quá rồi. Không mà đều nói có ngày qua với nay đỡ. Dạ. Đỡ là sao? Là có số bà con tài trợ xe cấp nước không biết ở đâu đó. Dạ. Về tài tài trợ nước ha. Tài trợ mình nó đỡ được. Dạ. Trời ơi, hứng này nó là nhiều khi nó cà nhĩ cà nhĩ lát nó không cần chảy được. Tại vì chỗ nào cũng xả đó mà. Dạ. Bắt đầu giờ tới chiều tới tối là bà con mình mới ra đồng nha chú à. Thì một cứ ra giờ liên tiếp mà đều dắt chiều với dắt sáng là đông. Dạ. Sáng. Dạ. Có nghĩa là sắp tài ai tới trước lấy trước ha. Đúng rồi. Mà đều sắp nhiều cũng cho. Dạ. Đông á, đông thì 4 canh thôi. À. Có nghĩa là người nào mà sách là 6 canh á thì cũng hứng bằng ta 4 canh thôi. Chia ra ha. Xong nó bắt đầu xuống cái đuôi tiếp. À, cái quy định. Đúng rồi chú ơi, dạ. Nói chung là bà con mình ai cũng phụ giác hết ha. Đúng rồi. Dạ. Cái này là bà con ai cũng khổ đó. Dạ. Mình có người chút nước để mà về xây sở gia đình. Dạ. Hiện tại gia đình kinh này mà nước cũng còn chút nước mà hiện tại bây giờ nó xin lỗi mấy anh mấy chú nếm thử coi đút tay lên khô muối. Ủa, mặn hả? Tại vì cái con nước mặn nó xì ra đây mà xì ở đường nào nó cũng phải xì thôi. Đúng nhiều hay ít thôi. Chú cho con hỏi cái này ha, nếu mà giờ đó, có ai mà đem vàng lại đưa cho chú đổi nước chú đổi không? Vàng á. Mà vàng hiện tại mà bây giờ mình sống cái cảnh này được không? Hiện tại bây giờ thiếu gạo cũng chết, thiếu nước cũng chết, thiếu vàng còn sống được à? Vàng đúng rồi. Là nó không cần thiết ngay lúc này. Cái thời điểm này là không cần thiết. Đây con đó đó bắt đầu ra đây mà giờ này dịu quá rồi bắt đầu lắc rồi dậy tới đây. Không mà theo con hiểu được cảm giác bà con rồi con này là cái tình trạng này là hầu như là mình rất là bực bội luôn á chứ mà thằng đâu. Chịu, cái tình hình chung mà chú đúng không? Cái sao giờ nhà nước cũng hỗ trợ cho mình những cái nước công cộng này giờ mình chịu khó thôi chứ sao giờ? Đêm hôm là hồi nào không? 12 giờ đêm. Tới 12 giờ đêm luôn. Tới 12 giờ luôn chú. Đúng rồi. Là chính chú. Đúng ra cây nước này là hiện tại giờ không có giờ nào nghỉ. Cái liên tục luôn hả chú? Mà điều là khuya là mình cứ 12 giờ đêm mình được
thứ có khả nhiều, mình có khả năng một thứ một là dùng 10 can. Dạ. Lúc đó là bà con đang ngủ phải không? Mà lúc đó nước mạnh đó. Còn mà lúc mà đông quá đi là chia ra. Dạ. Giờ là công nhân giao lục nước rồi nè. Là chú đứng đây chú hy sinh chú hướng giùm nữa hả? Còn có anh em quẩn nào mấy có cô bác nào mà lớn tuổi thì nhiều khi còn hướng giùm. Dạ rồi của chú là đủ số rồi ha. 5 can. Nhiêu đây mình xài mấy ngày? Này hả? 5 can. Một ngày rưỡi. Là có nghĩa là ít người đó nha, tùy theo gia đình nha. Ăn uống sinh hoạt tắm rửa luôn ha. Ồ, đẩy vô mình xe rùa luôn. Xe rùa chứ. Một xe vậy là chú đẩy được bao nhiêu bình? 3 bình. Là 3 bình này nó phải trên 100 kg hả chú? Không, 13 bình. Đúng rồi. À, đây. Một bình nước này nó phải 300 mấy kg. Tối ngày giờ đi lấy nước rồi đi chảy nước vậy đó, đi chở nước rồi ăn chỉ đi đẩy nước thôi cái mùa này của đây là cái gì chưa mới đâu mình cô chở 5 phi luôn hả? Có, dữ dằn có bằng lái chưa cô? Cái này là những người người ta để cái phi sẵn đây đó có tên đó chứ những cái này á, là hồi về trưa á, là ở trong nhà đây nè ta gửi ha. Người ta hướng dẫn những cái người đi làm công nhân á ta không có thời gian á bà con đây là ta hướng dẫn để chút chiều ra chợ có những người ta đi làm ha. Đúng ta rồi. Không có thời gian để người ta lấy nước cái ta gửi ở đây lấy giùm luôn chiều về rồi chiều người ta đi làm về cái người ta chở về. À, bây giờ tới bên đây bình này mua 35.000 bình không cô? 35.000 không cô hỏi chính xác luôn không tại nhà con bán mà. Tôi nghe bà con ở đây quý vị dạ là được 4 bình rồi. Đó, 4 bình à. Rồi bên kia là của người ta hả? Của người ta. Bên đó đó để anh lấy. Nãy có trước kia cây dưới kia có cô kia chia sẻ bà nói là chiều lấy nước vui lắm. Mà vui á là vui thôi bà con mình kêu nó cách nói chuyện thôi chứ thật sự là trong bụng không vui tí nào. Buồn thú ruột luôn. Hẹn nãy trước kia có cô kia nói vậy đó, nó chiều mấy tụi con quay lại để ở đây lấy nước vui lắm. Nè, hỏi chủ nhà đây biết nè, ngày nào cũng gần cái tới phía nè, được luôn. Nhưng mà thật sự là cô, rất cô là bất cô ngủ đâu có được đâu, cô ra cô hứng ngủ. Cô chia sẻ rất là nhiệt tình luôn, em vô em chia sẻ, cô chia sẻ cho em nghe là cái cảnh bà con sao. Không có tình trạng này, tình trạng chung mà. Vui. Mày dễ gì mà người ta lại tập trung nhà tao. Mà đúng rồi. Sao nói ha? Chào bả lúc nào cũng vui, người ta đi ra đi vô mình được. Sao gì? Vui là vui bà con mình nói chuyện với nhau vậy thôi, chứ thật sự là lấy nước gì có vui đâu. Mày nói chung qua lề vậy đó bà. Đúng rồi. Đó là chuyện bên lề thôi đó. Bây giờ hồi nãy giờ mà không có người hứng nước mà mình cũng phải trông người ta ra để người ta hứng có người ta xài. Dạ. Không biết số điện thoại mấy người này. Nhưng khi bỏ bình á rảnh là cô ra cô hứng giùm. Hứng giùm luôn hả cô? Rồi ba có đẩy bên đây của cô hả? Của thằng em. Trời ơi. Có cây nước ở dưới xe bò cũng còn nó đỡ gì.
đúng là nhiễu dọn vậy đó. Bây giờ là người ta lấy ít đúng không cô? Lấy ít, cái này là chảy nhiều nha. Dạ. Khoảng 4 giờ rưỡi là nó từ giọt rồi cái xong rồi cái nó đứng lại. Dạ. Nó đứng lại rồi tới bắt đầu 8 giờ rưỡi rồi mới nó nhiễu giọt rồi tới 11, 12 giờ rồi cho tới giờ này. Bây giờ nó còn hơi mạnh đó. Bây giờ ai nói giờ này đó là nhanh đó. Ừ. Chút xíu nữa đi rồi thấy cái cảnh. Đúng rồi. À, tụi con xuống đây quay á là cô hứng nước dùm vậy cái cô con nói cô cho con ăn luôn. Rồi ăn cơm cũng vẫn được. Chứ chị gì với chuyện cơm ra rau rác thì ăn như nước mắm nước tương thì ai ăn được thì cứ ăn. Dạ, đói mà cái gì con cũng ăn hết. Có gì ăn đấy. Nhìn cảnh này quá trời khổ chú ha. Đúng rồi. Cái này là tái diễn lại năm 2019 nè. 19-20. Ừ, đó là những cái có hình ảnh nữa ha. Cái hình ảnh nó không có như hiện thực như bây giờ. Đúng rồi. Bây giờ ha, nhớ hồi đó mình mỗi lần xe bồn nhớ đây xuống gì. Bu ha, đất coi ra. Từ ở đằng cái cây cột điện đó mình tới cái cầu luôn. Hồi xưa còn nhớ là đổ nước á là bà đi ghe mà nó thổi cái gì cái tù bà bằng cái sừng trâu á con. Đó đi đổ nước. Đó có, hồi đó có luôn. Dạ. Hồi thời xưa là lúc chặt cái này. Nghe định chương trình. Vậy là cái đường đó đâm vô hả? Đây đi thẳng đây là thưa quý vị, giờ bà con mình ở đây là chuẩn bị lấy nước, có một cái xe nước từ thiện ở trên thành phố xuống nha quý vị. Giờ những cái bà con ở ngay chỗ mà đền thờ Trương Định nha quý vị. Đó bây giờ những cái can, những cái phi chất có hàng, có hàng hết trơn rồi quý vị. Quá trời đông luôn, quá trời đông luôn cô ơi. Quá trời đông luôn. Xe nước từ thiện này quý vị. Xe nước từ thiện. Ở đây có một vòi nữa. Đó là xe nước từ thiện về đây cấp nước cho bà con đó quý vị. Quá trời luôn. Nhìn bà con ở đây có nước, các bà con rất là vui mừng luôn quý vị. Nói chung mừng dữ lắm luôn á, mình thấy được cái niềm vui của bà con ở đây nở những nụ cười mà khi những cái xe nước từ thiện này nè đến nó phục vụ bà con ở khu vực Gò Cộng Đông. Có nghĩa là Gò Cộng Đông không phải là nói chung toàn huyện, nhưng mà cũng có một số nơi bị mất nước là như thế này nè quý vị. Những cái vùng giáp ranh biển nha. À, những vùng giáp ranh biển. Những bà con rất là vui luôn. À, bằng những cái can mà họ chất theo hàng theo lối là như thế này. À, chờ để lấy nước rồi mà cả nhà thấy không? Cái thời gian này là một cái thời gian là rất là vui của những cái bà con khi mà lại đây lấy nước. Nhiều tình thương mến thương từ những chiếc xe nước từ thiện như thế này nè quý vị. Mà để dành nước để sinh hoạt đúng không? Để dành nước sinh hoạt khỏi tắm luôn. Không có nước là tắm hoài hả? Nhỏ rồi nhỏ bà con mình cái gì? Quá trời. Trời ơi. Xe nước từ thiện nha quý vị. Biết cơm nghĩa tình thị xã Gò Công. Xe nước từ thiện. Đó, giờ bắt đầu giờ gắn ống ra bơm nước cho bà con nha. Rất là đông. Đây chỉ là mới thông báo nhẹ thôi đó, một chút xíu thôi, còn nữa như cái gì những cái can nước có nghĩa là sử dụng những cái
đồ thùng nhựa, cái gì mà cảm thấy là mình sử dụng được cái nguồn nước là mình cứ lại đem lại để mình lấy theo quý vị. Thấy nhà bà con mình đã nở nụ cười và có niềm vui khi mà những xe từ thiện cấp nước tới đây đúng không? Chiều nay có nước đầy hả cô ha? Mấy bữa nay không có nước luôn không? Hôm qua có chiếc bự y gì đó hả cô? À, có nghĩa là san sẻ cho bà con hả bà? Dạ. Nói chung là cũng muốn san sẻ từ chỗ này cho kia. Sáng lại với già cố mà đưa mình già cố ăn nha. Già cố từ bọn đi. Dạ. Rồi những bà con này cái gì? Đó bây giờ lấy nước. Những bà con mình đang chất những cái thùng mà để sẵn luôn. Có nước mừng quá. Và thấy những bà con ở đây nở nụ cười thì vui rất hớn hở luôn. Chào cái nước mà dành dịch mệt quá. Mình lấy lần mấy thùng? Em 2 thùng à. 2 thùng xài được mấy ngày? Có 1 ngày 1 là không đủ nữa. Coi rồi. Lắm lần đem hứng hứng cho cái thùng vô cái thao lại cho nó tắm lại nữa. Vậy là hả? Có nghĩa là mình tắm xong mình hứng lại nữa? Hứng lại, giặt đồ nữa. À có nghĩa là mình sử dụng nước mình tắm con xong ở trong thao đó. Còn mình để nước tắm con đó mình giặt đồ luôn. Wow. Chứ nước đâu mà vội cầu luôn, nước đâu mà xài. Dạ. Có nhiều, rõ nhiều mình đây mình từng không ra có nước đâu mà xài. Wow. Nghe nước xuống mừng hơn cái gì nữa anh. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ủa lẹ vậy? À, qua chấp trước đụng bị nằm trong đít. À, vừa qua mấy ổng sắp mà không có nước cũng thích cái đít đi về nữa à. Qua xe không ba xuống. À, nhìn cho bà con này quý vị. Dù mà lưu trong đường lưu thông mới qua mấy này được. Dạ. Tôi dạng tôi rinh một can thôi. Xe đâu? Xe nước mình từ đâu đến vậy anh? Sài Gòn anh. À, Sài Gòn xuống luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Còn xe này chạy từ Sài Gòn xuống luôn quý vị. Xuống đây cấp nước cho bà con ở đây. Đó, chờ luôn cái gì rồi. Phải chờ đó, tới nữa nè đó. Đó thấy niềm vui bà con nở nụ cười ha, vui ha, có nước vui. Mình mấy can cô? 6 can. 6 can luôn. Gia đình mình nhiều người hả? Gia đình là 60 người lận. 60 người lận, 6 can xài được mấy ngày? 2 ngày. 2 ngày là dính đó hả? Trời ơi. Có em bé không? Bây giờ cô bán cho con 6 can đó 5 phân vàng cô bán không? Dạ nhiều không bán. Không nhiều cũng không bán luôn. Trời ơi, tội nghiệp bà con. Quý lắm luôn đó cô. Đó là tới ba quanh luôn mà. Ba quanh giò luôn mà.
trước sau gì cũng có gì đâu. Đúng rồi, trước sau gì cũng có hết. Ai ở sau được nhiều nước đó. Anh bên kia bơm xuống vậy, dưới này bơm xuống đây chứ lại bơm lên rồi. Nữa đây dưới đây đâu ai bơm. Nước đó đủ rồi, đủ hết. Khối nước đúng rồi. Bao nhiêu đi thùng không có hết đâu. Không, cái người nào mà lá còn ở lại cuối cùng là người đó nhiều nước luôn á. Dạ. Có rồi thì đem về đổ nhà đi rồi chạy xuống. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có 1, 2 thùng. Cái này là gì đâu. Cái này giống như là mình tranh thủ á. Tranh thủ cho nhanh. Ha. Tranh thủ vậy đó. Bây giờ để con khỏi tới. Nhìn thấy bà con ở đây vừa có nước nè. À, vừa có nụ cười nè, quý vị thấy cũng có nở nụ của niềm vui nào đó khi những chiếc xe cấp nước từ thiện tới đây để hỗ trợ cho bà con nha quý vị. Xe nước từ thiện. Cô mình ở đây ấp nào xã nào để khán giả xem, thí dụ họ có hỗ trợ từ thiện, hỗ trợ nước có thể. Cô là ngoài, ngay chỗ này nè cô. Ngay chỗ này là xã Gia Thuận. Ở đây là Gia Thuận. Dạ, xã Gia Thuận. Ừ, xã Gia Thuận. Đúng rồi, nói chung là xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông. Đúng rồi. Dạ dạ, có những bà con nào thí dụ như có cấp nước á cho bà con mình ở đây thì họ có thể họ di chuyển tới đây để hỗ trợ cho bà con mình. Rồi. Xã Gia Thuận của huyện Gò Công Đông nha quý vị, tỉnh Tiền Giang. À, mấy cái bình nước có tên hết đó, ai đánh tên thì có tên, còn ai đánh ký hiệu ra ký hiệu hết ha đó, số 8 hay là chữ khắc gì đó, chữ ít rồi nè, những cái can đó okay, họ xiền là 4 can một lượt luôn. Hai đó là 5 khối đó, là chứ 5 khối đó. Vui ở đây là cái niềm vui của bà con mà khi có nước sạch về tới xã của mình, 40-50 khối nước lận. Đó, giờ trở về ra can hết rồi nè, chuẩn bị chở đem về luôn á. Bây giờ mình trở về đi, mình tranh thủ cái mình lấy can lại mình hứng nữa. Đúng rồi, mình phải tranh thủ mới được. Cơ hội này là cơ hội. Đúng rồi đó. Tại vì nhà gần đẩy xe gùa chắc gần đúng không? Ờ về cái mình chế vô cái bồn lớn đi, trở lại mình lấy tiếp. Mấy hôm nay tôi quan hệ đó là nói chung là đó, giờ ai đến sau thì lấy sau, ai đến trước thì hứng trước đó. Đây này, nhìn bà con nè quý vị, tội nghiệp không, hạn hán ngập mặn đó, trời thì không có một giọt mưa luôn, nước thì thiếu, dưới sông thì nước mặn, cái này là tình hình chung luôn quý vị ơi. Nhà bà con ở đây thì nói là cái sự kiện thời tiết như thế này là nó lặp lại lần này là lần thứ hai, và trước đó thì 2019-2020 cũng đã có một lần như thế này. Quá trời luôn, rất là nhiều bà con ở đây. Là đọc luôn nghe quý vị. Giờ can nào mấy cô, can nào xong đấy mấy cô xách chạy bộ về trước đi. Chạy bộ à? Còn cái can nào xong của mình mình xách chạy bộ chạy về trước. Đúng rồi. Đâu có nữa, ta lên xe ta chạy hết rồi đó. Còn mình chưa tới sao chạy? Nãy bên kia cô kia chia sẻ là lấy nước về xong phải không? Tắm em bé xong rồi, lấy cái nước lại giặt đồ luôn. Ừ, đúng rồi. Còn tắm nữa em bé xong rồi để giặt đồ. Từ đó chạy về đó là không có một tên luôn á. Nước xài nước kính luôn, giặt nước tẩm queo luôn mà nước mặn nhát. Rồi, rồi. Ngoài này là ta có một tên nè, còn trong đó là có cô là không mấy chục hộ đúng là không có một tên luôn. Là nãy nghe cô chia sẻ nhìn nghe thấy tội nghiệp luôn á,
lấy nước tắm xong rồi lấy cái nước tắm đó là giặt đồ lại luôn, rồi lấy cái nước đó xong rồi mình vệ sinh nhà vệ sinh cái nữa. Đúng rồi, trời ơi tội nghiệp bà con ở đây. Thì bây giờ qua cái góc độ mà hôm nay là Vũ truyền tải video này, bà con mình ở gần khu vực ở gần khu vực ở đây đó, rồi ở xa nếu mà bị tình thương mến thương và có một chút xíu nước sạch nào đó thì có thể là để hỗ trợ cho bà con. Nói chung thì cảm ơn rất là nhiều. Và bà con ở đây chia sẻ là thí dụ là những cái can nước như thế này đó, ba tuôn luôn sử dụng cái một cái nguồn nước tắm giặt và vệ sinh luôn, là chung một cái nguồn nước luôn. Dạ. Đừng đẩy lên, bên đây đẩy, để đẩy lên mình với ba hàng thì mình hãy đẩy lên. Đem giấy ra cả. Không nhau. Còn hai cái gì? Hỏi theo không? Quá trời luôn. À, giờ chứ nắng rất là nắng luôn, mà nhìn thấy bà con mình nở nụ cười vì khi có nước sạch về đó cũng rất là vui. Nó dời lên đây là quý vị, có nước rất là mừng luôn. Họ đem về, họ tranh thủ và trở lại lấy thêm một can hai can cũng phải trở về, nó đẩy xe gùa về nữa kìa. Đó, từ trước thì Dũng mới thấy tình trạng này thôi. Bên đây nữa đó, bây giờ về là tranh thủ đem xiết về rồi trở lại lấy thêm. Nó bị xì kìa. Nó bị xì kìa phải không? Này không phải lũng đâu, cái nắp này nghe không kỹ á, nó xuống đường nắp á. Không sao, để chạy về nhà gần chạy về được, nó nghỉ nghỉ thôi à. Nắp không có một trong nữa chị. Bà con đây là quý từng giọt nước nha quý vị. Đây là quý từng giọt nước luôn. Xe tới nữa nè, mọi người 4-5 can, 5-6 can không kìa, chú nữa kìa. Ôi ôi. Xe cấp nước từ thiện nha. Thôi 4-5 can, 5-6 can luôn. Quá trời luôn, tranh thủ cô ơi, mình tranh thủ. Dạ đúng rồi cô. Một mình cô chạy hả? Một mình cô, lát là sao cô chở hết về được? Dạ. Dạ dạ dạ. À, cô chạy xe đạp điện luôn. Đó, chạy về luôn thấy không? Chú quay gì chú? Chú quay YouTube con. Nói chung từng giọt nước của bà con ở đây là quý hơn vàng nha quý vị. Quý như vàng luôn á, hơn vàng luôn á, như vàng nữa. Nước sạch, nước sạch, nguồn nước sạch. Có tên tuổi cho nghe, để lát đó mình có lộn mấy can không ta? 4-5 giờ trước có làm dấu đó nè. À cái này của 4-5 giờ trước đây hả? Làm dấu luôn đây hả? À không ngờ mà 4-5 sau mình lại sử dụng được luôn ha. Thôi nha, sử dụng lần này thôi, mốt không có sử dụng nữa nha. Đâu còn quá trời. Đúng rồi, mình sử dụng lần này đó. Không, hết hạn rồi, hết hạn rồi.
lần này là hết rồi. Bà con mình khổ dữ lắm rồi, ông trời đâu cho hạn hoài vậy. Đúng rồi, khổ đâu khổ hoài. Trời ơi, mấy cái can còn 4 năm về trước mà sử dụng lại được luôn. Mình không ngờ là mình có thể sử dụng lại lại nó luôn ha. Bể nó đóng luôn á. Để không cũng bể đó. Cái này để vừa nắng không bể luôn. Tôi nghe mấy bà con đây quý vị. Thôi. Để mình chở con can vậy. Không, cái này mình tranh thủ về. Không mát luôn á. Về tranh thủ là lấy nữa. Này tranh thủ về cái lên lấy nữa. Xe nước ở đây đủ sức luôn á em. Dạ, anh dư sức, anh dư sức cho bà con ở đây. Khi mà mình ngồi mình bơm nước cho bà con như thế này là mình cảm thấy vui không em? Dạ vui lắm anh. Mình vui đúng không? Giúp đỡ bà con vậy mình thấy là rất là hạnh phúc luôn á. Hạnh phúc đúng không? Dạ. Có nghĩa là một giọt nước mà em đem đến là giống như là một chỉ vàng ở đây đó. Dạ đúng rồi. Rất là mừng luôn á. Dạ. Không nghe. Rồi bơm nước cho bà con. Chỉ vàng 4 ha. Bây giờ cô bơm 4 can rồi cô bán con 5 phân vàng cô bán không? Hả? Bán lấy tiền để mua nước. Nói chung cái nguồn nước sinh hoạt này nó rất là quan trọng luôn á. Dặn lại anh trai ơi, dặn lại cái đốc, nó xì nước, nó xì nước. À bà con mình vui quần quá, quên dặn kính lắm á quý vị. Nó xào ra. Rồi, nhưng mà có một cái điều đặc biệt gì nè anh Phú, là những cái bà con ở đằng đó chia sẻ là có những cái bệnh, có những cái ca nước làm dấu hồi 4 năm về trước luôn. 4 năm về trước. Có nghĩa là 4 năm về trước đã có một cái tình trạng này xảy ra rồi, cho nên bà con mình giữ lại những cái bệnh đó và năm nay lại tái sử dụng. À, tới nay để xài lại phải không? Để xài lại, nhưng mà bà con mình không ngờ là những cái bệnh đó lại xài luôn. Có công dụng. Những cái bệnh đỏ 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 đó phải không? Ừ. Đó, nhưng mà mong rằng bà con xài lần này là bỏ luôn, không xài nữa nha. Đúng rồi. Từ đây về sau là không còn hạn hán là như tình trạng như này nữa. Đúng rồi, chứ cái cảnh này thấy khổ quá trời. Nó thiếu nước, nó rất là khó chịu luôn. Nấu uống, tắm giặt đủ thứ. Đó, anh nghĩ những cái bình mà đen đen đỏ đỏ đó, là những cái bình những năm về trước á. Những bình này mới mua nè. Đúng rồi, bình mới nhìn biết liền. Nhìn thấy bà con lấy nước vui anh ha, vui. Cái cảnh này đỡ nụ cười lần luôn. Đầu tiên là anh em mới chứng kiến luôn. Sao là quý vị? À, nói chung là tấp nập luôn nha. Đó. Chạy đem về, chạy nước đem về. Tranh thủ đem về cho lại lấy nước đó chị. Ừ đúng rồi. Lâu lâu. Đúng rồi, tranh thủ về lấy bình đem mình lại. Đó, bây giờ cái chị đến là lấy nước nữa kiểu gì. Rất là nhiều luôn. Ở đây những bà con mình có cái can phi nào mà có 4 năm về trước giờ còn sử dụng lại không? Vậy đó hả? Có nghĩa là những cái bình mà 4 năm về trước mình cũng đó, lấy nước giống như vậy nè. Rồi rồi. Để biết sao ông về á cái 10 cái bể 2 cái. Dạ. Để vô đó đó. Dạ. 10 cái bể 2 cái. Trong thôi. À là mong chứ một lần đi xin mà mua canh gì chết luôn à. Nói chung thì mong rằng bà con mình sử dụng 4 năm về trước mình năm nay sử dụng lại một lần nữa cũng là cái bình đó phải không? Và từ ngày trở về sau là không sử dụng nữa nha. Chắc nó không còn hạn hán nữa đâu. Chứ đừng có để dành nha, đừng ai để dành nha, để dành năm sau nó hạn hán nữa đó. Nếu
nãy giờ còn để đặt bể nha. Không, không có hạn hán đâu, nói chung là bà con mình đây cũng tính hết trơn quý vị. Có những cái hồi 4 năm về trước, 2019, 2020 là tình trạng như vậy được đúng không? Năm thì năm 2020 á. Đó. Đó, thì cũng có bà con để sử dụng cái bình đó tới năm nay luôn. Để không á nhà thì để 10 cái, bể 2 cái, dạ. Còn 8 cái này. Đứng nước bỏ đó đó, lỡ là nhiều lúc nắng á. Dạ. Để cái đổ ra thôi. Rồi đây bình mới không nè. Bình là 35 ngàn bình nè đúng không? Thấy không? Chính xác nhà tôi bán tôi không biết sao được. Rồi tôi nghiệp bà con. Cái bình mới này là bình này, mấy bình mới này là hồi năm 2020 là không có cực. Dạ. Còn bình cũ này mới cực nè, mới còn. Hồi nãy bên kia cô kia chia sẻ nó còn 4 cái bình hồi năm 2020 ginh lên sức quay luôn cả. Thì đó có cái. Ginh lên sức quay luôn á. Thời gian nó quá cái thời kỳ của mũ rồi. Mà có cái là 10 cái mà bể chứ không phải là sức bể. Là cũng như mà chạy rồi mình bẻ lái mình cấn bể. Cha kiểu này lát có ai quên phi quên thùng của mình không ta? Trời quá trời tên Linh kìa, Linh nhóc Linh luôn kìa. Còn lát Linh nào có ai? À có à. Cũng như có một người giữ, 4 người hứng mà một người giữ. Nè chia tới Linh chữ xanh rồi Linh chữ đỏ nữa kìa. Bây giờ thùng của ai là giữ liền hay đúng? Không, những giọt nước của bà con mình đây như quý hơn vàng luôn á. Em thấy đeo của bịch này là bận đúng không? Mà này không phải mặn đâu. Nút cái nút bình. Chú à, chú đọc cái địa chỉ mình đi chú. Ngay chỗ này nè, rồi bà con mình có ai có cấp nước từ thiện họ có thể họ di chuyển về đúng cái địa chỉ của mình luôn cho bà con ấp mình. Ấp 2 xã Gia Thuận, Đình Cương Định, ấp 2 xã Gia Thuận. Huyện Gò Công Đông. Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Ấp 2 xã Gia Thuận. Đình Cương Định trước. Đây là Đình Cương Định đúng không? Đình Cương Định. Nói chung là hầu như là mình bị chung là cái nguyên cái xã mình đó. Đúng rồi. Tội nghiệp bà con. Dạ. Ấp. Là cái xã Gia Thuận bị hết luôn hả chú? Thì cả nhà mình đó có sâu, cái này là thuộc vùng sâu vùng xa. Cũng có nước mà như cái quá trời hứng hết rồi. Hết nước kinh rồi, nước ngọt thì nhiều, nước mặn có nước chảy. Có chỗ mình là không có chảy thôi. Hầu như là nghe bà con mình ở dưới đây chia sẻ là mấy cái cây cấp nước công cộng á là như là người dân mình lấy nước tới 1-2 giờ sáng luôn đúng không con? Đúng rồi, người ta sang thấy. Dạ, ta thấy. Thì ta thấy bà con mình đây cần những giọt nước rồi. Có xe bòn đó kìa. Cái xe đó là giờ vô nông thôn hả? Đúng rồi, vô những cái vùng nhỏ đó. Đây là chú ơi, những cái hai cái bồn này mình di chuyển về nông thôn hả chú? Đúng rồi, di chuyển về cái ấp rồi đó. Dạ, về những cái ấp mà những bà con mình xe không, vô không được. Xe vô không được, dạ. Đây là cắt thôi. Là mình phân chia đều cho bà con ấp ra đúng không? Đúng rồi. hai bồn nước này cỡ mấy khối ta? Dạ, như là mình lấy từ chiếc công qua mình có máy không? Mà cái đường nhỏ mà xe công vô không được á. À. Này là cấp nước về trong vùng sâu luôn nha quý vị. Cấp nước về vùng sâu luôn. Xuống này bao lâu rồi? Dạ thì nói chung là cái này là đã có lâu rồi. Nhưng mà con thì xuống đây chỉ mới được tầm khoảng 5 ngàn. Là em mới xuống hỗ trợ bà con đây được. Dạ, là con cũng có đi chung với anh em trong hội bạn hữu đường xa đó. Là còn cũng có hỗ trợ hết một phần. Hôm nay là cũng cố bà chị cũng một phần. Thì khi nguồn nước sạch mình về tới đây đó, thấy bà con vui mừng vậy đó, cảm nhận em như thế nào? Dạ, cảm nhận của em thì mình thấy bà con có cái nguồn nước sạch để xài, mình hỗ trợ được bà con vậy thì em thấy rất là vui. Kiểu như là nói chung là cái tình hình này là tình hình chung hết rồi, ở đâu nó cũng vậy. Đúng đó. Rồi. Em hỗ trợ được, tuy là hỗ trợ không nhiều, cũng được một phần rồi đó thôi. Nhưng mà bà con vui vậy thì mình cũng rất là hạnh phúc. Giờ nói thiệt là
cái niềm vui của bà con còn hơn mà em trúng số độc đắc nữa. Đúng rồi, mình cảm thấy mấy anh đây ghi hình mà mấy anh cũng thấy cả vui lây cùng với bà con ở đây luôn. Dạ. Thôi giờ mình mà cũng như mấy anh em đây cũng chúc cho đoàn mình sẽ giúp nhiều nơi như thế này. Dạ. Mang lại cái tiếng cười cho bà con ha. Dạ dạ. 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 Thấy gì đâu mà các anh lại liên tục chừng nào mới hết trời. Hả? Quá trời luôn. Con thấy canh thì lại liên tục luôn á. Hết nước hết chứ làm gì hết canh. Rồi đại lý giờ nó bán hàng ngàn cái. Hết nước hết vậy đủ mình cũng chuyển rồi xuống quốc mẹ. À những xe đó lại lấy nước về nông thôn á. Những bà con mình hầu như là lấy nước nãy giờ là khoảng gần 2 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong nữa quý vị. Nè, đó, đi là những chuyến xe từ thiện chở nước về nông thôn. 4 năm rồi, trở lại như cũ nữa. Sao cái cô đó, cô đợi vô đến nỗi bà mỏi mệt luôn vậy trời. Hay là nãy giờ xách về nhà quá nhiều rồi mệt. Tháng nữa bắt đầu mà chưa có mưa là tháng nữa. Em nói anh bây giờ cái thời tiết bây giờ mình không có biết được trong phạm vi là nửa tháng hai tháng nó có mưa là không mình cũng không biết được luôn. Thì em nói là nếu mà nó thiếu tầm tháng này là hiếm. Dạ. Hồi nãy ai chụp hình tôi. Dạ con chụp tùm lum hết trơn á, con chụp cạo tập thể luôn. Không phải. Hồi nãy hả? Hai can nước á. À anh kia. Chắc hai can nước nổi. Dạ, còn nổi chú này nhiêu? À, ông này nhiêu rồi? 78 mà xách hai can nước nổi luôn. Trời ơi. Trời ơi. Thứ dữ luôn. Xuống 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 đi cụ. 78 tuổi mà ông nhìn ông rất là khỏe. Trời ơi. 78 tuổi mà ông còn khỏe rất là khỏe luôn. Dạ học còn khỏe vậy là ông giữ được một cái phong độ là cũng hay lắm á. Đẩy ha. Dạ dạ đó, tập chụp gia đình mình á. Dạ nó dạ cái cũng chắc nè, da thịt chắc lội đó chứ. À, bà con thấy mà cô này cô đợi từ hồi sớm bây giờ giờ bà mệt bà ngồi luôn là thấy không ngồi luôn á đói luôn á. Sao thấy phi đến liên tục vậy trời? À mình lại tranh thủ mình lại lấy nữa. Cái này là cái cơ hội xe nước từ thiện về ha. Chỗ có chỗ không giờ ở dưới kia thì có nhiều. Dạ. Ở giữa không có. Còn được cha qua cái bờ bự xuống này cho cái này lên nước nhiều hơn cho thuận. Dạ. Ở đây là ít nè. Dạ. Dạ hôm nay thì đây phát nước sang luôn á cô ơi. Dạ. Nhớ chiều qua phát này nữa xe chạy xuống dưới. Dạ. Sáng này xuống giết rồi sáng quăng cái bờ nữa. Dạ. Người mang bình gì không? Dạ. Mấy người đi về đó là mình chia nước cho bà con. Tụi nghiệp người ta. Nói chung là bao nhiêu cho đủ cô ơi. Có người nào tới trước thì có thôi chứ biết sao giờ. Một người đi trước mười mấy can, mười người sau ba can người cũng chờ hết. Nói chung ai cũng tranh thủ. Đúng rồi, người ta tranh thủ. Ai cũng tranh thủ hết. Dạ. Nhưng mà bữa nay là chắc đủ hết đó cô. Dạ. Nếu đủ mừng cảm ơn. Không bữa nay về có nước tắm đã luôn á. Mà cũng không dám tắm đã nên cũng được chuẩn à. Dạ. Mình ở đồng quê mình có miếng nước nào là mình nước mấy. Dạ. Nước nước uống luôn, uống sinh hoạt được mà. Thiếu nước là vậy là mình làm sao? Nhưng mà đó nước mưa không còn, chừng mai nó mưa rầu. Đi xa, mình đi xa chắc đi xin người ta. Dạ. Đi xin người ta thì người ta cũng cho. Ồ, chia sẻ ha. Quá trời vậy. Để xuống. Để xuống được. Để xuống.
Tại sao chiếc xe này mà không phải là xe lương thực, đúng không? Thí dụ giờ gạo mì hay là nhu yếu phẩm gì đó mà bà con đến mừng vui như vậy thì cũng là một vấn đề, đúng không? Tại sao chỉ là nước thôi mà bà con mình lại mừng đến như vậy? Cũng có bà con chia sẻ là giờ có vàng mà mua nước không được hả? Đó, để những bà con ngồi chờ lấy nước đó. Ông bể cái nào? Có, nãy giờ đi hai tải rồi. Chú phải trở về rồi lên lấy tiếp nha quý vị. Nãy giờ chạy mấy quận rồi cô? Trời ơi, sao mình lấy ít vậy? Phải tranh thủ chứ, lấy ít vậy. Hồi nãy ngoài kia có cái anh kia, anh chạy 10 quận rồi đó. Bên kia nó nhanh hơn. Như mình chạy có quận một à. Đến đây mà còn chạy được nhiều quận, nhà xe chạy được. Nãy ông kia ông xách chạy bộ về luôn trời. Lại nữa nè quý vị, đó nước là tới liên tục luôn nha. Già trẻ lớn tuổi không làm ăn được tối nay về bị chửi nữa. Ở đây đỡ lên chưa? Chú này ông chở bằng xe đạp. Nãy giờ mình chở được mấy can rồi chú? 6-7 can. 6-7 can hả? Mình tranh thủ đi chú, lâu lâu có nguồn nước ngọt về. Gần không? Đây về nhà chú gần không? Dạ. Dạ. Tranh thủ chú, lấy nhiều nhiều mình sử dụng chú ơi. Mình thấy bà con người này cái tâm sự cái người kia tâm sự người nọ vui á quý vị. Mà đây là một cái nguồn mà thiếu nước
dưới phần bị nhiễm mặn á. Đây là một cái tình hình chung nha cả nhà, tình hình chung thôi. Đồng bằng sông Cửu Long mình bị rất là nhiều nơi chứ không phải riêng ở Gò Cộng Đông ở Tiền Giang không đâu. Em thấy chị đó bơm từ suốt từ sớm vậy luôn trời. Dạ. Chị là người địa phương đây luôn hả chị? Nhưng mà chị cái nước này, nguồn nước này đến là ở đâu chứ, bên chị luôn hả gì? Dạ. 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 Bây giờ dù bà con chi phí bao nhiêu là bà con người ta cũng chịu. Dạ. Ví dụ đặt ống là gì đó. Dạ. Là bây giờ chỉ cần nước thôi chứ giờ chi phí thôi. Là tiền bây giờ là vô nghĩa rồi. Vô nghĩa. Dạ. Có thiệt chứ bộ.
Dạ, song song bên cạnh đó là theo cái quan điểm là nước quý hơn vàng. Nước quý hơn vàng. Dạ. Lúc này. Dạ. Đó. Còn mà lúc mà đã có nước rồi là coi như vàng phải quý hơn. Đúng rồi. Lúc nào theo lúc đó. Chú nói chuyện rất là vui. Một ngày mình chở mấy can gì chú? Bây giờ là ngày theo tôi là 4 can. Theo chú chở luôn á hả? Một ngày là sáng đi 2 can, chiều 2 can vậy đó. Gia đình mình được bao nhiêu người? 5 người. Vậy là vừa đủ thôi. Dạ. Cái này cái thời điểm này cái nhúc như cái lúc mà dịch mà cái nó thiếu rau quá vô. Dạ. Nói chung là mình lấy vừa đủ nguồn nước mình sinh hoạt, còn để nước lại nhường cho bà con khác. Bà con khác nữa. Dạ. Bên đây bà con người ta cũng chở nước là coi như một khối vậy là coi như 60.000, 80.000, 85.000. Dạ. Nhưng gia đình nào có tiền ta mới mua, không có mình phải chịu khó vậy. Dạ. À, mình cũng san sẻ với nhau chứ mà không có lấy hết hả chú hả? Chú đạp chiếc xe đạp mà chú chở một lần 2 can nước về tới nhà xa không? Dẫn đi chừng cây 2 số thôi. À cũng gần đây ha. Dạ. Tại đi không có thì ra phải lấy xe đạp đi thôi. Hiện tại bây giờ là Gò Công mình giờ là giác này là bà con bắt đầu đổ ra nhiều để đi lấy nước thôi chú. Dạ. Khuya là khoảng chừng 1-2 giờ là cũng có người lại đi hướng rồi. Là phía người ta đi trước rồi. Đó 1-2 giờ sáng đó. Dạ. Tôi nghĩ bà con ở đây thiếu nước rất là trầm trọng luôn. Đâu có chăn nuôi hay là trồng trọt gì được. Đâu có rau khô béo trồng gì đâu, Dài dài cũng đi dọc đường con thấy trồng trồng rau cải này kia bây giờ bỏ nó chết khô luôn. Không có nước tưới luôn. Còn con kinh nó còn giữ lại nhiêu đó cũng mặn chặn luôn. Mặn chết rồi đâu có xài được đâu. Dạ. Vậy đó. Ấy còn nước còn xài được. Rồi con lấy này con.